Và đương nhiên lượt thứ hai vẫn là 5 triệu và để xem 5 triệu này sẽ thuộc về đội nào nha. Xin mời thành viên còn lại lên chơi lượt thứ hai. Đây là lượt thứ hai với từ khóa gồm có 12 ký tự. Gợi ý đầu tiên như sau: đây là một món ăn độc đáo, không phải ai cũng có thể ăn được. Trò chơi bắt đầu. Trời ơi, có động tác kìa, như thiên nga đen chưa? Thiên nga đen, để coi con thiên nga đen này có mang trứng của thiên nga về tới tổ không nha. Không nữa. Hay quá, trời ơi, đúng là vũ công. Hay quá bạn ơi. Điêu luyện vô cùng luôn, tuyệt vời. Hay quá, chỉ có một cái động thái, cái tư thế đẹp lắm nha. Trời ơi, như thiên nga vậy đó, như múa. Tiếc quá. Ơi, trời ơi, đẹp tính khen chị luôn á chị mến. Cái động tác mà chị để cái trái banh xuống á đẹp lắm, chị để vậy nè. Ồ, mà vẫn rớt. Đừng có biểu diễn nữa, thật mình đó rồi. Mình bớt biểu diễn lại. Bớt múa. Lo nhiều khi lo hình thể múa đẹp quá đúng đó. Rồi, đúng rồi. Trời yeah. Yeah. Chúng ta đã có ô 12, ô 11 cho đội 3 giây. Ô số 2 và ô số 4 cho đội nhanh hơn 3 giây. Anh Hải nhớ chú ý vào cái bảng ký tự của mình nha. Và để xem từ khóa của chúng ta ngày hôm nay là gì ở lượt thứ hai này. Trời ơi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Dân. Cái này xí xóa, tại giật mình đúng không? Là lớn quá giật mình đúng không? Rồi. Không gì phải rung hết trơn á em, làm rung dữ vậy em. Chơi trò chơi đâu mà, đâu phải trả bài kiểm tra đâu mà rung dữ vậy. Cho nó rớt luôn đi. Cái động tác này đẹp thiệt, cái động tác là động tác thiên nga này. Nãy giờ này chị nó chuyển chuyển sải cánh đồ đó. Hồi nãy em để ý á, nghe cái đoạn mà chị để cái trái banh xuống á là chị để như nè. Đó là cái cú đó chị rớt ra ngoài đó. Là tại điệu chứ bình thường chứ người ta đâu có rớt đúng không? Đó, sao? Đang múa đúng không? Đẹp. Đó, ổn như vậy là ổn, chị đang rất ổn. Đó, không có mỏi. Rồi, chúng ta có thể thấy rằng là đã hơn phân nửa những ký tự đã được mang về. Và để xem gợi ý thứ hai của chúng ta là gì nha. Gợi ý thứ hai, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là rau quả của nước ta được xuất khẩu nhiều nhất năm 2023. Tiếp tục trò chơi. Mời cứ việc chơi. Và đáp án của đội nhanh hơn 3 giây, xin mời anh Thiện. Và đáp án của mình là trái sầu riêng. Trái sầu riêng, anh dựa trên những ký tự mà anh nhận được à? Đúng rồi. À, và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Chơi tiếp đi, chơi tiếp cho đủ chữ. Tuyệt vời. Bầu dáng đẹp lắm chị. Tuyệt vời, bầu dáng đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rất kiêu hãnh. Chị học từ em á, nãy lúc em làm chào đầu em làm dễ thương vô cùng. Có. Được đó, được đó. Ok. Em sẽ phát huy cái chuyện đó. Và trái sầu riêng là đáp án chính xác cho đội nhanh hơn 3 giây. Và đương nhiên 5 triệu đồng thuộc về đội của mình, xin chúc mừng. Sau 2 vòng chơi chúng ta có kết quả như sau. Nhóm 3 giây đang có 5 triệu đồng. Và phần thắng nghiêng về đội nhanh hơn 3 giây là 10 triệu đồng, xin chúc mừng. Nãy giờ mình chơi mà mình không để ý luôn.